Happy Holidays. Teletron kính mời quý đồng hương tham dự đại nhạc hội hoàn toàn miễn phí, lần đầu tiên quy tụ hơn 60 ca nghệ sĩ nổi tiếng, được tổ chức tại Teletron Garden Grove liên tục trong 3 ngày. Thứ Sáu 17 tháng 12 và thứ Bảy 18 tháng 12 từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối, và Chủ Nhật 19 tháng 12 từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối. Đặc biệt hot dog và soda chỉ $1 mà thôi. Và để tống tiễn năm cũ đón chào năm mới, Teletron dọn warehouse đại hạ giá đến 80% off trên nhiều sản phẩm sức khỏe và tiện nghi gia đình. Hồng Đào xin mời quý vị ghé đến công ty điện tử Teletron để sắm sửa cho những ngày lễ sắp tới nha. Đến với Teletron, ai cũng tìm được cho mình một món quà thích hợp. Hồng Đào trân trọng kính mời. Minh Quỳnh xin được thân mời tất cả quý vị khán thính giả hãy cùng đến xem và thưởng thức một chương trình ca nhạc thật là đặc sắc với nhiều tiếng hát mà quý vị đã yêu thương trong suốt thời gian qua. Xin quý vị hãy đến ủng hộ anh chị em ca nghệ sĩ và công ty Teletron. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin nhớ 3 ngày 17, 18 và 19 tháng 12, đại nhạc hội miễn phí lần đầu tiên quy tụ hơn 60 ca nghệ sĩ nổi tiếng được tổ chức tại Teletron trên đường Beach Golf Garden Grove, điện thoại 714-892-6999. Trang nhà teletronusa.com. Chiến Ngọc xin trọng kính chào tất cả quý vị khán giả của Teletron, đặc biệt là trong những cái tuần lễ sắp sửa bước vào Noel cũng như là New Year's của chúng ta. Và thưa quý vị, kế bên cạnh Chiến Ngọc là hai người đẹp, đó là nữ ca sĩ Phương Hồng Quế và đây cũng là một người rất là đẹp trai, đó là anh Uy Nguyễn, giám đốc của Teletron. Trước tiên thì chắc là Chiến Ngọc xin mời chị Phương Hồng Quế có lời chào đến với khán giả. Dạ vâng, Phương Hồng Quế xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của Teletron. Dạ, mời Uy. Cảm ơn Giang Ngọc và chị Hồng Quế, và xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của Teletron trong ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày thật là đẹp, một cái mùa lễ Giáng sinh thật là an bình, hạnh phúc, và cho đón chào một năm mới 2022 mọi việc là tốt đẹp, sức khỏe và thành công. Thưa quý vị, thưa quý vị, Giáng Ngọc nói chuyện như vậy mà cứ tưởng tượng giống như mình đang làm cái talk show của mình vậy, nhưng mà thật sự ra thì Giáng Ngọc cũng đã gắn bó với Teletron trong suốt bao nhiêu năm qua. Và điều đặc biệt là không phải chỉ có Giáng Ngọc, có chị Phương Hồng Quế cùng với tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Và lần này thì có lẽ là một trong những cái chương trình cuối năm mà lớn nhất từ trước đến nay mà Teletron đã đứng ra để tổ chức. Mà cái người mà mệt nhất thì Giáng Ngọc nghĩ đó là chị Phương Hồng Quế, tại vì chị phải gọi cho tất cả 60 ca sĩ có mặt trong cái show lần này, đúng không chị? Dạ vâng. Dạ. Phải nói rằng là 60 ca sĩ, quý vị, Teletron thì lúc nào làm việc cũng rất là đàng hoàng, rõ ràng, đứng đắn. Mời quý vị xem free, mặc dù là không có bán vé để phục vụ quý vị, nhưng nói bao nhiêu người là sẽ có đủ bao nhiêu ca sĩ. 60 ca sĩ trong vòng 3 ngày đó, 17, 18, 19 tháng 12. Tức là thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật. Dạ, rất là tại vì nhà là ca sĩ đâu không đến một lúc được, cho nên phải sắp xếp mỗi người mỗi giờ. À, thí dụ mấy người một giờ đó, thành ra đây nó có cái phải nói là khó khăn lắm, nhưng mà mình cố gắng hết mình, vì Teletron cũng muốn là cuối năm lễ hội tới rồi. Sau những cái mùa dịch thì giờ chúng ta đón cái lễ hội, cái Tết mới thì trong cái bầu không khí là tươi vui hơn, sáng sủa hơn, thành công hơn, cho nên đã tổ chức chương trình 3 ngày này, và bên cạnh đó cũng sale rất là nhiều mặt hàng để chúng ta có thể mua tặng ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè trong cái dịp lễ này. Vậy phải không Huy? Dạ. Thì đúng, chị Phương Hồng Quế cũng như Giáng Ngọc và tất cả quý vị, đây là một cái chương trình mà chị Phương Hồng Quế cũng rất là khó khăn để làm sao sắp xếp một cái chương trình. Thưa quý vị, 60 ca nghệ sĩ nổi tiếng tại hải ngoại và một cái chương trình hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó chúng ta năm này lại tăng cường thêm là có hot dog với lại soda. Hai món đó cộng lại chỉ có 1 đồng thôi. Trời đất ơi, đã có vậy. Dạ, tức là bây giờ tại vì nói là 60 ca sĩ thì đương nhiên là cái thời gian cái show là chú Quyên nhìn thấy là Giáng Ngọc thấy là từ cái ngày thứ Sáu đó và Chủ Nhật đó, thứ Sáu và thứ Bảy, tức là ngày 17 và 18, thứ Sáu và thứ Bảy thì bắt đầu từ lúc 3 giờ chiều cho tới 10 giờ tối, cho nên quý khán giờ bảo đảm sẽ đói bụng tại vì ở đây mà có như vừa picnic luôn đó. Cho nên sẽ rất là đói bụng, đó là lý do mà chắc là Uy nghĩ tới khách hàng, cho nên đã có quyết định là sẽ có hot dog và soda mà hai thứ cộng lại chỉ có 1 đồng, rẻ hơn Costco. Đúng rồi, Costco hot dog cũng 2 đồng mấy phong thương của mình, cho nên là lý do thực sự tượng trưng để muốn xin 1 đồng là cho nó vui thôi, thật sự hôm đó mình tặng cũng kỳ. Cho nên là mình để cho quý vị vui vẻ tới để tham dự từ một cái chương trình thứ Bảy, thứ Sáu và thứ Bảy là từ 3 giờ chiều đến tới 10 giờ đêm. Nên ở vì ở cũng lâu cho nên cũng sẽ đói bụng. Trong đó có soda, hoặc có bị muốn không lấy muốn soda thì lấy nước lạnh cũng được để cho mình sử dụng. Thì Chủ nhật là từ 19 tây tháng 12, thì từ 12 giờ trưa đến tới 7 giờ chiều, tức là mỗi ngày là 7 tiếng đồng hồ, 3 ngày là 21 tiếng đồng hồ, với 60 ca nghệ sĩ nổi tiếng tại hải ngoại, một cái chương trình
Đài Nhạc Hội hoàn toàn miễn phí để cảm tạ sự thương mến ủng hộ quý vị trong suốt những năm tháng vừa qua. Và đây là cái show lớn nhất của Teletron từ trước đến giờ, thưa quý vị. Trong suốt mười mấy năm tổ chức cái tuần lễ này, tuần lễ cái weekend cuối cùng, thưa quý vị, trước khi cái ngày lễ Giáng sinh, để đón chào một mùa lễ Giáng sinh và cũng chuẩn bị bước vào một cái năm mới, năm 2022. Hy vọng tất cả mọi người, mọi nhà sẽ được vui vẻ, được sức khỏe, và chúng ta có thể nói là cái dịp để tất cả hồi sinh, để chúng ta trở lại cuộc sống bình thường. Cho nên mà Teletron muốn gặp gỡ tất cả quý vị và nhắc là nhiều quý vị năm nay đó, cái mùa Covid cho nên không có đi xa, nhất là không đi về Việt Nam, thì có thể về miền Nam California trong cái dịp này để thăm người thân bạn bè, hoặc là nghỉ lễ, là vì cái weekend đó là các em các cháu cũng được nghỉ học rồi. Tại vì trước mấy ngày nữa là tới cái ngày lễ Giáng sinh rồi, cho nên quý vị có nghỉ dài đó. Và nghỉ dài đó, quý vị có thể cùng con em, bạn bè, người thân sẽ cùng đến với Teletron, đến với California, sẽ có 3 ngày đại nhạc hội và nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng tại hải ngoại mà quý vị đã thương mến, đã ủng hộ trong suốt bao nhiêu năm qua sẽ có mặt để gặp gỡ quý vị. Nói thật ra quý vị là Teletron và tất cả các ca nghệ sĩ có mặt trong ngày hôm đó cũng là đến gặp gỡ và tâm tình quý vị. Chứ nếu mà trả tiền xưa thì không thể trả nổi đâu, vì 60 ca nghệ sĩ làm sao mà mình trả được, thưa quý vị. Nhưng mà anh chị em nghệ sĩ cũng đến với Teletron với một cái lòng giống như một cái gia đình, và để gặp gỡ tất cả quý vị, để chia sẻ những cái niềm vui buồn, và để chúng ta sẽ bước qua một cái năm mới cho nó thành công và tốt đẹp hơn. Cho nên mà nghệ sĩ đã nhận lời cùng đến với Teletron, trong đó có MC Giáng Ngọc, rồi MC Việt Thảo cũng bay từ ở bên Houston về, rồi chị Phương Hồng Quế, nhưng vì đã biết rồi, nó không có chị Quế thì ý nghĩa không có những chương trình Lộc. Này chú Năm Lộc của Kiều Trinh, và còn nhiều nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng lắm. Giáng Ngọc với vị chị Phương Hồng Quế sẽ có một cái danh sách, nhưng mà thưa quý vị nó dài lắm, nhưng mà cũng cố gắng đọc cho quý vị thật là nhanh để quý vị biết. Và nhưng mà những giờ phút chốt có nhiều ca nghệ sĩ khác nên sẽ có mặt thằng lâu nào nào sẽ rồi mà tôi nhất như vậy hết, thưa quý vị. Cho nên quý vị nhớ đừng bỏ cơ hội này, hãy nói người thân bạn bè, vì những ngày vừa qua thì cũng đã nhận được qua cái YouTube của Teletron đó, nhiều quý vị ở những tiểu bang khác cũng đã gọi về rồi, nói là muốn về, muốn chính xác cái địa chỉ để biết đó, rủ luôn người thân bạn bè ở Las Vegas này có nè, ở New York có nè, ở Boston có nè, rồi ở những cái vùng tiểu bang mà lạnh đó, vì hồi bên đó lạnh mình không biết làm gì, mà hồi trước thì đi Việt Nam chơi thăm bạn bè người thân, năm này thì về California, cho nên nghe nói có cái chương trình ca nhạc này vui quá, rủ nhau đi chung cho vui. Đó, cho nên lại cùng tham dự. Nhưng mà có điều không, cái này có điều là Giáng Ngọc cũng xin làm chứng, là tại vì thật sự ra thì với cái chương trình lần này 60 ca sĩ, thì lúc đầu Giáng Ngọc và chị Quế có nói chứ, trời Uy ơi đâu có cần phải đông như vậy đâu, tại vì khi mà tới như vậy quá đông thì ca sĩ mỗi người chỉ hát được có một lần, nhiều khi hát ít quá thì khán giả vẫn còn muốn nghe hát nữa, hoặc là ca sĩ muốn hát nữa. Nhưng Uy nói là với cái uy tín của Teletron bây giờ nói 60 ca sĩ là phải có đúng 60 ca sĩ, không thể thiếu bất cứ một người nào quý vị. Và Giáng Ngọc cũng xin nhắc là nếu mà quý vị và các anh chị nào chưa có cái YouTube của Teletron thì quý vị có thể vào đó và bấm cái chuông nhỏ subscribe để cho mình có những cái chương trình, tất cả những chương trình từ trước đến nay của Teletron quý vị cũng có thể xem ở trên YouTube. Bên cạnh đó thì có những cái mặt hàng sale nào mới hoặc là những cái chương trình nào mới thì quý vị sẽ được biết ngay lập tức. Và điều đó là một cái điều mà Giáng Ngọc thấy là nó rất là quan trọng, tại vì chỉ có những cái chương trình văn nghệ như vậy thì Teletron mới có một cái lý do để mà có những cái mặt hàng sale đặc biệt để dành đến với tất cả quý vị khách hàng. Cho nên mình đừng bỏ qua những cái dịp như vậy, đúng không Y? Thưa đúng Giáng Ngọc và thưa tất cả quý vị, như chị Phương Quế, thưa quý vị biết là Teletron có những cái chương trình nhạc thế này, mình phải có cái, nói thật ra là mình phải có cái cớ những hãng mới ủng hộ cho mình, chứ bình thường mình sale hãng không cho. Nhưng mình đi mall đi mua sắm tự nhiên người ta đâu có sale bình thường được đâu. Có những cái dịp lễ như là 4 July, hoặc là những cái tuần lễ, hay là Labor Day, hoặc là những cái dịp Black Friday, Thanksgiving đồ đó, thì mình hãng nó mới cho mình những cái deal đặc biệt được, chứ còn không mình làm ta không cho, thưa quý vị. Cho nên là cái dịp này Teletron có tổ chức, nó là Teletron đã bỏ tiền ra để tổ chức một cái event và nhiều ca nghệ sĩ có mặt nữa rồi, để tổ chức mỗi chương trình thì hãng phải bỏ vì gì vô nữa, chứ không để là mình làm không vậy cũng không được. Cho nên là Teletron bỏ ra một ít, là tức là bỏ tổ chức một chương ca nhạc, hãng bỏ ra những cái giá cả đặc biệt, hoặc là những cái món quà kèm theo khách hàng tới coi ca nhạc mà mua đồ lẻ nữa, là cái dịp rất là tốt. Cho nên quý vị thường chờ những cái dịp mà có ca nhạc, thì ngoài cái ca nhạc đi coi đông vui rồi, chúng ta được mua hàng giá rẻ nữa, mua những cái ghế massage của Nhật, mua những cái nệm của Italy, mua những cái sản phẩm Italy furniture của Italy, cho đến những cái đồ của đại hàng. Từ những cái trong đợt này có hai cái món hàng lẻ mà chỉ tại chi nhánh ngay ở trên đường Big của đường Garden Road, thưa quý vị, cái nồi cơm điện của Nhật được làm tại Nhật của hãng Tiger,
mà quý vị chỉ mua có 88 đồng, bảo đảm quý vị không tìm nữa nào, dành cho mỗi khách hàng chỉ mua được một cái, khách hàng đến sớm thì mua sớm, đến sau là không còn. Vậy sau cái talk show này mình mua được không ta? Bây giờ mình mua 100 mấy chục đồng bây giờ cũng không có hàng, không có hàng. Bây giờ quý vị muốn mua 100 mấy chục không có, mà Teletron chỉ dành cho mỗi khách hàng trong cái dịp này, trong dịp lễ mà chúng ta là 3 ngày này, chỉ có 3 ngày đó thôi nha quý vị. Mua một cái nồi cơm điện hiệu Tiger Made in Japan chỉ có 88 đồng. Và có món hàng thứ hai mà rất là cũng rất là rẻ, đó là một cái chảo mà loại non-stick của đại hàng Made in Korea. Thường thường mình mua có 20-30 đồng, quý vị chỉ mua có 12 đồng mà thôi. 12 đồng cho chảo của đại hàng còn rẻ hơn đồ Trung Quốc nữa thưa quý vị. Thì những cái ghế massage của Nhật được làm tại Nhật Made in Japan chỉ có 4.999 đồng. Và cái ghế 15.000 đô la, một số khách hàng đến sớm sẽ được tặng cái máy rung tăng mở giảm căng trước khi cái này không còn nữa. Mấy cái máy rung tăng mở giảm căng đó từ Fuji trị giá 5.000 đồng sẽ được tặng miễn phí khi mua chiếc ghế 15.000 đô la. Tấm đệm cứng chống đau lưng của Italy thưa quý vị chỉ có 999 đồng, 20 năm warranty. Và cũng là đợt cuối cùng để mua tấm đệm Lamborghini. Thì được cái giá rẻ của năm này, vì cái giá đã hãng đã đưa ra và tăng giá rồi mà theo trên chưa tăng thì quý vị cho quý vị nhớ. Sau cái đợt này nếu cái giá cả, Nguyễn muốn nói cho quý vị thấy là nếu mà giá cả của nệm Lamborghini và nệm cứng chống đau lưng Amante của Italy quý vị rất là thích đó, mà nếu hãng sau cái holiday này mà hãng không có lên giá đó, thì tất cả những cái nệm quý vị đang mua sẽ free, không tính tiền quý vị. Wow, nói một điều chắc chắn như vậy để quý vị biết là bây giờ mình chưa định mua thì thôi, còn nếu mua rồi thì tại sao phải trả giá cao hơn, đúng không? Cho nên là một cái điều đặc biệt, nếu quý vị sau mùa lễ holiday này những cái tấm đệm của Italy Lamborghini, đặc biệt là Lamborghini, nếu mà không lên giá thưa quý vị thì tấm đệm của mình sẽ cầm receipt lại, Teron sẽ trả hết tiền của mình, sẽ được tặng free tấm đệm cho nhau quý vị. Trước khi trở lại với những cái sản phẩm của Teletron, tại vì Ngọc cũng muốn hỏi Uy một câu thì thôi, mình để cho chị Quế nói về 60 ca sĩ sẽ góp mặt trong chương trình. Bây giờ đọc con này chắc mệt nghỉ lắm. Thưa quý vị, đừng phải đọc mới, đọc nữa. Bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình có cho mình đọc cái này, mình hụt hơi 60 người đọc mệt quá. Thôi chia ra đi. Hai chị em mình già giống nhau. Bây giờ đây đang không? Cái này đây. Chị đọc mà chị ngưng là em lại rồi đó. Chị đọc chị ngưng hết hơi là tới em nghe. Rồi. Vâng, kính thưa quý vị, đây là chương trình Đại Nhạc Hội Happy Holidays hoàn toàn miễn phí quý vị. Vào 3 ngày thứ 6 17 Tây và thứ 7 18 Tây, chủ nhật 19 Tây của tháng 12 thưa quý vị, thành phần ca nghệ sĩ Mạnh Quỳnh, Giao Linh, Thanh Lan, Trần Thái Hòa, Nguyễn Hồng Nhung, Thiên Tôn, Mai Thiên Vân, Lương Tùng Quang, Hương Thủy, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Tuấn Vũ, Phương Hồng Quế, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Hoàng Thục Linh, Mai Thanh Sơn, Loan Châu, Việt Khang, Sĩ Đan, Mai Lệ Huyền, Huỳnh Phi Tiễn, Ái Ni. Rồi em đọc đi. Ái Ni, Công Thành và Lin. Thưa quý vị, Harry Chúc, Lilian, Như Mai, Thiên Kim, Mỹ Huyền, Đỗ Tiên Dung, Phương Hồng Ngọc, Ngọc Huyền, Linh Tâm, Kim Tiểu Long, Phương Loan, Ngọc Minh, Hạ Vi, Tuấn Quỳnh, Bảo Quốc, Hồng Loan với một cái phần hài kịch rất là đặc sắc, Philip Huy, Cam Thơ, Nguyễn Tiến Dũng, Đăng Vũ, Ngọc Linh, Khánh Hoàng, Leon Vũ, Phương Yến Linh, Vũ Quang Vinh, MC thì gồm có Nam Lộc, Kiều Trinh, Anh Việt Thảo, Giáng Ngọc, Trần Quốc Bảo, ban nhạc Hoàng Nghĩa, âm thanh ánh sáng là Dũng Hà Trắng. Mình còn có thêm ca sĩ nào nữa không chị? Có, mình... Khánh Trân. Mình đó. Có Phương Hồng Ngọc, có Khánh Trân. Khánh Trân và Thanh Trúc của chúng mình. Dạ, Thanh Trúc, dạ. Thì giờ chót thưa quý vị, cũng có nhiều anh chị em nghệ sĩ giờ chót sẽ xuất hiện thưa quý vị. Và thưa quý vị, có lẽ là đây là một trong những chương trình lớn nhất từ trước đến nay của tất cả các trung tâm để gom lại trong một cái show diễn của Teletron. Và chưa có một bất cứ một trung tâm nào, chưa có bất cứ một chương trình nào mà có một cái dàn ca sĩ hùng hậu và nhiều giống như vậy. Đây là lần đầu tiên. Quế nghe mà Quế bắt đầu mệt, chóng mặt rồi. Chưa gì đã thấy chóng mặt rồi quý vị ơi. Tất nhiên là nghĩa là thay vì hưu sinh mỗi năm một lần thì bây giờ hưu sinh mỗi năm phải trở lại nữa, tại vì khán giả yêu cầu nhiều quá. Với lại khán giả mỗi nhiều khi là cái tuần kỳ này người ta bận thì kỳ sau người ta xem, và ca sĩ đều đổi khác hết. Hưu sinh cũng vậy, Dallas cũng vậy, tức là mười mấy chi nhánh của mình đều là hai lần hết phải không Huy? Một show thì đúng mà, cho nên quý vị hãy nhớ như Giáng Ngọc của chị Quế nói vào lúc đầu đó, quý vị nhớ đăng ký cái kênh của Teletron. Để biết thêm chi tiết hiện giờ, thực sự nó anh chị em nghệ sĩ và Teletron bây giờ cũng không có nhớ được cái show nào trong ngày nào đó thưa quý vị. Tại vì hồi trước đây đã nhiều rồi. Năm này càng double, tức là gấp 2 lần.
Dạ, tức là những cái show mà anniversary bắt đầu từ tháng 6 cho đến từ tháng 7 đến tháng 12 thì vẫn giữ như cũ. Vẫn giữ. Hồi trước đây là Theatron chỉ đi từ tháng 7 cho đến tháng 12. Dạ. Yeah. Bây giờ từ bắt đầu từ tháng 2 chỉ nghỉ tháng 1 thôi thưa quý vị, để mà con nghĩ là Tết nghỉ đầu xong xuôi rồi tháng 2 sẽ bắt đầu cho cái show đầu tiên trở lại. Thì những cái show này sẽ đặt những cái show mà ở đợt 2 đó thì đặt tên cho anniversary. Nhưng mà cái show mà đợt 1 đó thì mình sẽ đặt từ mỗi chủ đề khác nhau. Cho nên là ví dụ như là ở Houston là cái show đầu tiên tháng 2. Thì vừa qua Tết thì mình đặt cái tựa đề, cái chủ đề của cái show đó được gọi là Nhạc hội mừng xuân. Tại vì vừa đầu mùa xuân, thì cái show của tháng 3 tổ chức tại DC. Thì chúng ta sẽ thấy cái show mà DC đó thì quý vị sẽ thấy là sẽ thấy được gọi là tại mùa đó là mùa hoa anh đào. Cho nên sẽ dùng cái tên là Nhạc hội hoa anh đào. Cho nên là những cái liên tục từ lúc đó thì nhiều quý vị sẽ cùng tham dự rất là đông vui thưa quý vị. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà nói tới những cái chương trình như vậy thì đặc biệt trong cái năm nay đó thì ở tại Gold Road trên đường Beach với chương trình của Teletron thì Uy có nói là sẽ có rất đông khán giả ở các tiểu bang khác về đây, tại vì cái mùa này thì không thể nào đi travel xa được. Cho nên khán giả về Cali, tại vì Cali là một cái nơi nắng ấm và rất là tuyệt đẹp, có biển, có nhiều thứ để quý vị có thể tham quan. Bên cạnh đó thì ghé đến với chương trình đại nhạc hội của Teletron với 3 ngày thưa quý vị, đó là ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật 17, 18 và 19. Và Giang Ngọc xin được lặp lại là vào ngày thứ 6 và thứ 7 là 17 và 18. Cái giờ sẽ bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều và kết thúc vào lúc 10 giờ tối. Và chủ nhật ngày 19 thì cái giờ sẽ bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa và kết thúc vào lúc 7 giờ tối. Và chương trình ca nhạc gồm 60 ca nghệ sĩ tham dự. Và bên cạnh đó chúng ta còn được chỉ có một đồng thôi cho hot dog và soda. Nhưng mà nếu mà khán giả mà ở các tiểu bang xa mà về đây mà mua những cái sản phẩm của Teletron ngay tại California thì có được gửi về nơi mà họ ở được không? Thưa đúng, Giáng Ngọc, cảm ơn Giáng Ngọc câu hỏi này. Teletron sẽ có những cái chương trình tùy theo tiểu bang mình ở đó. Thưa Giáng Ngọc và Vũ Hồng Quế, như tất cả quý vị, Teletron sẽ có những cái anh em mình gọi là White Club sẽ chở đến nhà. Và một số cái tiểu bang thì có được ráp ráp nữa, thì cái đó anh em sẽ quý vị sẽ nói chuyện với anh em xem để chúng ta biết thêm những chi tiết đó. Nhưng mà chắc chắn quý vị sẽ cái giá rất là rẻ thưa quý vị, tại vì mình tổ chức chương trình mình 60 ca nghệ sĩ thế này thì không lẽ những cái hãng đó thôi, ông Teletron tổ chức ca nhạc cho vui là thôi quý vị bán cái giá tôi không có bất giá, không được, người ta không thể nào làm gì được. Tại mình đã bỏ ra rồi thì cái hãng phải bỏ ra. Thì khách hàng mà là người lợi nhất, vừa được tham dự ca nhạc cho vui mà vừa được cái giá rẻ nữa, một cái dịp để mua những ghế massage của Nhật được làm tại Nhật nổi tiếng mà Teletron đã bán cho quý vị, hoặc là quý vị mua những tấm đệm cứng chống đau lưng mà 20 năm warranty, cho đến những sản phẩm Italy furniture và nhất là sản phẩm sử dụng trong nhà, quý vị sẽ mua rất là rẻ. Quý bắt nước cam này, máy sành xe tỏi này, những lò nướng gà này, rồi những cái nói chung là nhiều cái sản phẩm mà gia dụng trong nhà. Nhưng mà khi mà mình nói tới cái vấn đề mà cái ghế mà của 15.000 mà được cả cái máy lắc á, thì bây giờ nếu mà bây giờ có một số những khách hàng chẳng hạn như các bác lớn tuổi, mình không có đủ tiền để mình mua những cái lớn như vậy, thì mình có những cái sản phẩm nào mà nó cũng tốt một cái giá nó nhẹ nhàng hơn không ấy? Có cái ghế mà 15.000 thì nếu quý vị có điều kiện thì chắc chắn đó là một cái sản phẩm không thể nào thiếu được. Còn nếu không, thay vì mình mua cái ghế của Trung Quốc, Trung Cộng, Made in China đã 3-4 ngàn để mình sử dụng là đỡ, thì hãng của Nhật Bản, của hãng Singa từ năm 1954 đến bây giờ là một cái hãng là đầu tiên và cũng sản phẩm mà sản xuất ghế massage của Nhật được làm tại Nhật thưa quý vị, sẽ cho chúng ta cái ghế chỉ có 4.999 đồng mà thôi. 4.999 đồng ghế massage Made in Japan đời 2021 loại 4D thì không có lý do gì mình mua đồ Trung Quốc, Trung Cộng, Made in China là 3-4 ngàn. Chiếc ghế chỉ có 4.999 đồng Made in Japan và tấm đệm cứng chống đau lưng 20 năm warranty thưa quý vị chỉ có 999 đồng mà thôi. Thì nó rất là rẻ để chúng ta cùng nhau tham dự cái nhạc này. Và nhớ quý vị một lần nữa, nhớ đăng ký cái kênh của Teletron thưa quý vị, vì những sẽ cho những cái thông tin mới nhất về những mặt hàng sale, những hãng nào cho chúng ta những cái giá cả đặc biệt nào để quý vị biết trước về đến điểm mua sắm, hoặc là cái chương trình ca nhạc này những ca sĩ nào cùng tham dự và những cái show đó mỗi tháng ở đâu, ở gần tiểu bang mình hay không, hay là cái dịp mình đi chơi thăm bạn bè thì kết hợp với những cái show ca nhạc của Teletron. Mà thưa quý vị, những show ca nhạc của Teletron là hoàn toàn miễn phí, không có bán vé, nhưng mà rất là nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng sẽ có mặt, phân thưa chị Phương Quế và Giáng Ngọc. Phải đúng như vậy thưa quý vị. Nếu mà quý vị đã theo dõi thường xuyên với Teletron thì quý vị biết là tất cả anh chị em nghệ sĩ nổi tiếng của các trung tâm đều có mặt ở Teletron. Bởi vì đối với Teletron thì các anh chị em nghệ sĩ đã quen lâu rồi. Từ ngày xưa là đã biết Uy Nguyễn mà nghĩa là gần gũi với chị em nghệ sĩ. Anh chị em nghệ sĩ có việc gì thì là Uy Nguyễn sẵn sàng giúp đỡ. Cho nên là anh chị em cũng nghĩa là tương trợ lẫn nhau đó mà.
qua lại với nhau như tình cảm của gia đình. Cho nên là nhờ đó mà Teletone mới tổ chức được những show như thế này. Chứ nếu mà nghệ sĩ, ca sĩ mà nếu mà nói mà thả thẳng ra mà lấy thù lao đầy đủ đó là Teletone cũng chưa chắc đã được làm những chương trình như thế này. Cho nên cũng cảm ơn chị em nghệ sĩ đã dành cảm tình cho Teletone, đặc biệt nhất là Phương Quế với Y Nguyễn. Đây là một điều đặc biệt, anh Nguyễn có nói những cái đợt quý vị thấy, nhưng mà nhất là cái dịp này. Hồi trước đây thì tổ chức khoảng chừng 20-30 ca nghệ sĩ là nhiều rồi. Mà đợt này tới 60 thưa quý vị, cho nên nó rất là đông, mà nội sắp xếp ca sĩ để hát cái ngày nào, giờ nào thì nó cũng rất là khó khăn rồi. Nhưng mà anh em ca nghệ sĩ của nó cùng với Teletron cũng như một cái gia đình, một lần nữa nói lại một phần ở phần đầu để nhắc lại để quý vị thấy là để cùng để gặp gỡ quý vị, để chụp hình chúng ta gặp gỡ nhau sau một cái mùa Covid để chúng ta có thể cảm thấy vui hơn, sức khỏe hơn và chúng ta cảm thấy gần gũi nhau hơn trong cái dịp mà lễ Giáng sinh cũng như cái dịp đón chào năm mới năm 2022. Xin mời quý vị tất cả tiểu bang khác nếu có thời gian cùng về California trong cái tuần lễ cuối cùng, weekend cuối cùng, tức là ngày 17, 18 và ngày 19 tháng 12, để cùng tham dự chương trình Đại Nhạc Hội hoàn toàn miễn phí cùng một cái chương trình mà on sale rất là đặc biệt. Mà quý vị đừng bỏ cơ hội này, quý vị nhớ để cùng tham dự một chương trình Đại Nhạc Hội mà lần đầu tiên quy tụ tới 60 ca nghệ sĩ, và đây là cái show lớn nhất từ trước đến giờ của Teletron, để nhằm phục vụ quý vị trong một cái mùa lễ. Và hy vọng tất cả chúng ta sẽ vui vẻ, sẽ sức khỏe, những cái gì buồn phiền mình đã bỏ qua một bên để đón chào một cái mùa lễ Giáng sinh, một năm mới hoàn toàn tốt đẹp và sức khỏe và thành công thưa quý vị. Đợt này là hát ở trong nhà. Đúng rồi. Cho nên là quý vị không có lo thời tiết, từ lạnh hay là không lạnh gì. Mọi người mình ngồi, quý vị nói thôi ngồi ở ngoài ở phía trước sân cứ 7 tiếng đồng hồ lâu quá, các cô chú các anh chị đi nhờ cũng ngại. Không sao thưa quý vị, sẽ năm này Teletron sẽ dọn khu vực này, rồi sẽ làm diễn ở trong nhà. Để quý vị có thể coi thưởng thức nguyên 3 ngày trọn vẹn ấm áp hết, rất là thoải mái. Cũng như là Teletron cũng đã đang liên lạc với tất cả những hãng sẽ mở tung kho hàng để có một cái chương trình sale lớn nhất từ trước đến giờ để chúng ta có thể cùng nhau mua sắm và tiết kiệm. Nói mình sale thưa quý vị, nhưng mà thật sự cái giá nó sẽ nó thật ra là nó sẽ mắc hơn những năm trước, tại vì bây giờ giá nó cao lên hết rồi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng tốt nhất để được cái giá cả rẻ nhất cho quý vị, chứ nếu không thì chúng ta phải trả giá rất là cao. Cho nên quý vị cố gắng một cái dịp cuối cùng để được hưởng những cái giá cả rẻ nhất, chứ nếu sang năm thì tất cả cái giá này nó sẽ lên rất là cao để chúng ta không thể mua được. Ví dụ như cái nồi cơm điện một cái hiệu Tiger làm tại Nhật không thể nào bị mua được 88 đồng đâu thưa quý vị. Bảo đảm vì không tìm nơi nào ngoài ra Teletron trong cái đợt này. Mình nói mà mình bán, nói thật ra tụi mình không muốn dùng cái từ này, nó bán lỗ vì không tin đâu, ai mà dạy mà bán lỗ. Nhưng mà thật sự nếu quý vị mua tại hãng, nếu quý vị mua được tiền giá thì trên bán, những quý vị cũng không thể nào là mua được đâu. Cho nên quý vị mua cả trăm cái, cả ngàn cái cũng cao hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái trên muốn, đây là một cơ hội để cảm ơn quý vị với cái nồi cơm điện hiệu Tiger làm tại Nhật, chỉ tại chi nhánh ngay trên đường Bích Cốc đường Garden Road mà thôi. Quý vị mua 88 đồng và cái chảo của đại hàng Made in Korea chỉ có 12 đồng và nhiều sản phẩm khác nữa thưa quý vị, rất là rẻ. Mà chúng ta sẽ cùng nhau tham dự cái chương trình đại hạ giá cũng như chương trình đại nhạc hội 60 ca nghệ sĩ sẽ diễn ra hoàn toàn miễn phí trong 3 ngày 17, 18 và 19 tháng 12 là cái weekend cuối cùng trước khi chúng ta đón chào mùa lễ Giáng sinh thưa quý vị. Dạ, cảm ơn Huy rất là nhiều về những điều này. Và thưa quý vị, đây là tuần lễ cuối cùng trong năm để chúng ta có tất cả những cái sản phẩm đặc biệt nhất on sale, đặc biệt nhất trong suốt nguyên mùa năm qua để bắt đầu chúng ta bước vào năm mới. Và như Huy có nói là trong năm mới thì tất cả những sản phẩm này sẽ không thể nào có những cái giá trong năm nay, cho nên đây là cái cơ hội cuối cùng để chúng ta có những cái sản phẩm đặc biệt với những cái giá on sale giống như vậy. Thành ra Giang Ngọc tin chắc là với quý vị ở các tiểu bang khác về đây thì chúng ta cũng mong muốn là nhiều khi mấy cái lần trước chúng ta không có thể nào đến để tham dự những chương trình mà không có cơ hội để mua những sản phẩm sale như vậy, thì đây là cái cơ hội cuối cùng. Nếu quý vị nào có về Cali thì chắc chắn cũng sẽ ghé qua Teletron để tham dự với 3 ngày văn nghệ đặc sắc với 60 ca sĩ trong cái tháng 12, đó là ngày thứ 6, 17, thứ bảy 18 từ 3 giờ chiều cho tới 10 giờ tối, và chủ nhật ngày 19 là từ 12 giờ trưa cho tới 7 giờ tối để có những cái sản phẩm đặc biệt sale cuối cùng trong năm nay nha quý vị. Đó là những sản phẩm cuối cùng trong năm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đến với Teletron, đến với những sản phẩm, và quý vị đừng quên để mình vào cái YouTube của Teletron
Price để mà mình có những cái tin tức về Teletron, những cái sản phẩm Teletron và những cái chương trình văn nghệ của Teletron sắp tới trong năm tới sẽ có nhiều gấp đôi với cái năm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúc tất cả quý vị khán giả một năm mới, một ngày lễ, một mùa Noel thật là tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và đặc biệt là sự bình an của chúng ta trong sức khỏe và đời sống lúc nào cũng là những cái ưu tiên hàng đầu của Teletron. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn chị Phương Hồng Quế, Giáng Ngọc và xin gửi lời chào tất cả quý vị. Happy Holidays! Teletron kính mời quý đồng hương tham dự đại nhạc hội hoàn toàn miễn phí. Lần đầu tiên quy tụ hơn 60 ca nghệ sĩ nổi tiếng được tổ chức tại Teletron Garden Grove liên tục trong 3 ngày. Thứ 6 17 tháng 12 và thứ 7 18 tháng 12 từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối và chủ nhật 19 tháng 12 từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối. Đặc biệt hot dog và soda chỉ $1 mà thôi. Và để tống tiễn năm cũ đón chào năm mới, Teletron dọn warehouse đại hạ giá đến 80% off trên nhiều sản phẩm sức khỏe và tiện nghi gia đình. Hồng Đào xin mời quý vị ghé đến công ty điện tử Teletron để sắm sửa cho những ngày lễ sắp tới nha. Đến với Teletron, ai cũng tìm được cho mình một món quà thích hợp. Hồng Đào trân trọng kính mời. Mình Quỳnh xin được thân mời tất cả quý vị khán thính giả hãy cùng đến xem và thưởng thức một chương trình ca nhạc thật là đặc sắc với nhiều tiếng hát mà quý vị đã yêu thương trong suốt thời gian qua. Xin quý vị hãy đến ủng hộ anh chị em ca nghệ sĩ và công ty Teletron. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin nhớ 3 ngày 17, 18 và 19 tháng 12, đại nhạc hội miễn phí lần đầu tiên quy tụ hơn 60 ca nghệ sĩ nổi tiếng được tổ chức tại Teletron trên đường Beach Golf Garden Grove, điện thoại 714-892-6999. Trang nhà teletronusa.com.